một mớ bà. Ra này chưa?
đắp chè mấy rồi, ầm ầm rồi. Mùa này bỏ mua trâu có thấy đến đâu, bán một con nào cũng các con nó cứ rình mò bán mẹ đi một con chả thấy thế nào về tìm. Mấy trâu lâu quá đến giờ bỏ bán con trâu đi chả thấy ai về nhanh đấy, lâu đấy. Thank you.
phải chân châu ạ. À, thế châu ông buộc ngoài kia, còn cái nó cứ về đỏ nhiều quá. À. Bà bớt đi một hai con thôi. Vâng. Nào nó cứ về hỏi lấy châu suốt này. Vâng. Bán đi một hai con cho nó nhàn tí. Vâng. Có mệt lắm. Xem các cháu giả cho bà thế nào. Vâng, giá cả những người đi xem châu mới biết ạ. À, châu buộc ngoài cháu đi xem đi, hai cháu đi xem đi. Vâng. Bán bớt đi một con. Đi xem châu đi, anh em xem xem. Bảo đi cháu đi xem này. Ừ. Đi xem đi cháu bà đi không? Cháu ở kia, cháu đi xem, các cháu đi xem. Giá thì bán luôn. Cũng thôi chứ bà đi. Sao mà ăn khó phải biết không. Đây, bán con này. Cái này là to là như cái đuôi, như bán nó hơi xấu chứ. Đây gầy. Thế là không gầy rồi. À, chắc không có thì đang chặt nốt rồi. Cục má, cục thế thôi. Ê. Bán con này bà. Không, con kia nuôi con ấy, bán con này thôi. Con này con to mà. Không, con kia cũng nuôi con. Bán mỗi con này thôi. Con này nó to hơn. To nhưng con này hơi xấu tí. Xấu. Chấm. Giá cả như thế nào? Được giá mấy đâu ạ? Thì cái đuôi ngắn này, chân nữa, đều đều ấy. Các anh giá bao nhiêu? Cái này chú giả đó bà 20 triệu thôi. Ôi 20 triệu khổ quá. Cái này nó cũng chả được mấy đâu. Nó to thôi. Quá. Tăng lên một tí nữa đi. 20 triệu đâu bà? 20 triệu rồi cháu bán cho. Để biết thì bà là xem nó đến bao nhiêu? Tầm 22. Ừ. Bây giờ là bà cũng định bà nhà đây có lấy ít thôi. 21 triệu 500 nhé. Đấy, nó ngay. Thank you.
vậy nè, em đợi mũi ba nè. Vừa ra cả hợp lý để cháu bà chú bà thanh toán tiền đó chứ. Vừa thế thì đi về nhà đó nhỉ, đi về nhà thanh toán tiền đó. Vậy giá cả như cháu bảo là 21.500 nhé. Vâng.
Bà đấy không được ạ? Thank you.
cho hết người ta nào. Con ở đây mẹ nấu cơm con ăn nhé. Ừ. Đúng rồi.
hết nữa rồi. Ở đây mẹ đi mông nước nha. Chưa ngoan lắm. Thôi, nghe mày. À, đến lúc đó mình làm sao đủ nhận nhá. Con ở đâu đấy này? Quay đi, quay. Ôi, con ở ai đấy? Bố mẹ con đâu?